hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao uế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dù ngày tới bơ vui. Ta hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao uế trước thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi để diệu nghĩ tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi để diệu nghĩ tới bờ vui, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi để diệu nghĩ tới bờ vui. Thank you.
nhập ôn lại hành hàng của chư lịch đại tổ sư để làm định hướng kim chỉ nam cho các họ phát tâm trên bước đường tu tập để giữ gìn ngọn đúc trí tuệ của chư và chư lịch đại tổ sư thấm nhuần của gió pháp của chư tôn của chư Phật chư tổ và lời dạy của chư tôn hiện được tại là tổ đình Cửu Long là trụ sở của dòng thiền pháp ái Lâm Thế Tăng Đồng Nai và Địa Vũng Tàu cứ hàng năm vào ngày 6 tháng 11 hàng năm thì tổ chức kỷ niệm tưởng niệm tổ sư khai sáng. Vào giờ này đàn đàn đã đang nghiêm của vị chúng con thành kính tre đầu thiền thỉnh chư tôn hiện đức quang lâm đại hùng bửu điện để tá pháp cúng phật và tưởng niệm chư lịch đại tổ sư. Đàn đàn đã thanh tịnh chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn hiện đức quang lâm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chư tôn tiền đức đã niệm Phật hai cái lời của cả chúng con thành kính tê đầu đảnh lễ kiền chư tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay tại nước Việt Nam tỉnh Đồng Nai,
Lai tinh tụ kiếp thiên Phật chúng sanh thứ hai tuyên bố lý do giới thiệu tôn sư tôn chư tôn
Đức Hòa Thượng. Thứ ba, cùng thỉnh Hòa Thượng trưởng ban điều hành chi phái Lăng Thế Túc Tánh Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu khai từ lễ tưởng niệm tổ sư. Thứ tư, cung thỉnh Tường Tòa Phó Ban Điều Hành Chi Phái Lăng Thế Túc Tánh Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu cung tiên sơ lược hình thành và phát triển thiền phái Lăng Thế Túc Tánh. Phần thứ năm là nghi thức truyền thống. Cung thỉnh chư tôn Đức Niệm Hương Bạch Tổ. Thứ hai, cúng dường. Phần cúng dường gồm tán hương, hiến thực, biến thị của cúng dường, tứ hành thiện nguyện và hồi hướng. Phần thứ sáu là cung thỉnh chư tôn Thiền Đức Văn Tạc Quang Lâm về cây đường để cử hành nghi thức qua đường cúng dường và thọ trai. Đó là chương trình của buổi lễ tưởng niệm tổ sư sắp hôm nay tại tổ đình Bửu Lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô lịch đại tổ sư Bồ Tát. Kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý thiện nam tín nữ, đồng bào Phật tử các giới, trên pháp hội Linh Sơn, Đức Thích Ca cầm hoa biểu thị, ngài Ca Diếp Ngộ Lý mỉm cười, từ đây buồn thiền khai mở, diễn lý vô môn, từ Tây Thiên đến Đông Đồ, tổ tổ tương truyền, thắp sáng ngọn đằng chánh pháp. Buổi đầu chư tổ còn dùng ý pháp làm biểu chứng truyền thừa, sau đời lục tổ huệ năng thì Phật pháp hưng thịnh nên không truyền ý pháp, lấy tâm ấn tâm sư sư tiếp thọ nên một cây sinh năm nhánh, trong đó công Lâm Tế là phát triển sâu rộng nhất. Và từ Trung Hoa chư tổ công Lâm Tế truyền sang Việt Nam, trong đó có ngài Minh Hải Đắc Trí Pháp Bảo. Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo 1670-1746 nối pháp đời thứ 34 dòng Lâm Tế từ Trung Quốc sang Đàn Trong Hoàng Pháp và ở tại Hội An Quảng Nam khai sơn chùa Trúc Thánh, xuất kệ tiền thừa lập nên dòng thiền Lâm Tế Trúc Thánh. Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo khai tông đến nay đã trên 300 năm và tông môn ngày càng phát triển sâu rộng. Có thể nói dòng thiền Lâm Tế Trúc Thánh là một thiền phái lớn của Phật giáo Việt Nam hiện đại. Công lao sự nghiệp của tổ thật lớn lao vĩ đại, nhằm ôn lại hành trạng tổ sư và con cháu trong tâm pháp cần phải hiểu biết, lấy đó làm kiếp chỉ nam cho hành trạng hành trang trên bước đường tu học của đàn Phật tử. Từ những ý nghĩa sâu xa ấy, vào những ngày này tất cả con cháu thuộc dòng thiền Lâm Tế Trúc Thánh trong môn phái nói chung, chi phái Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, cầu hộ về tổ đình Bửu Lâm Long Thành Đồng Nai tổ chức lễ tưởng niệm tổ sư khai sớm khai sáng thiền phái Lâm Tế Trúc Thánh thị tình. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Trong không khí trang nghiêm trọng thể của buổi lễ có đầy đủ sự hiện diện của chư tôn Thiền Đức và quý Phật tử, cho phép con được thành kính con xưng thành Phật chứng minh. Chúng con xin cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thị Đức, tự Hành Phân, hiệu Kiến Thánh, trưởng ban điều hành môn phái Lâm Tế Trúc Thánh Đồng Nai và Điều Tàu. Chúng con xin cung kính Hòa Thượng Thích Thị Tâm, tự Hành Thân, hiệu Minh Đạt, trụ trì Pháp Hoa và Liệt Vũng Tàu. Chúng con xin cung kính Hòa Thượng Thích Diệu Thiền, từ Trí Từ, hiệu Giác Quang, trụ trì chùa Giác Quang Xuân Lộc Đồng Nai. Chúng con xin cung kính Hòa Thượng Thích Như Xuân, từ Giải Trường, viện chủ chùa Viên Giác Biên Hòa Đồng Nai.
Chúng con sẽ cung kính Hòa Thượng Thích Thị Châu từ Hành Nguyện Hiệu Minh Nghĩa, viện chủ chùa Từ Minh, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin cung kính Hòa Thượng Thích Minh Tâm, viện chủ chùa Phật Âm, Long Thành, Đồng Nai. Chúng con xin cung kính Hòa Thượng Thích Minh Bảo, Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Minh Thiện, trụ trì chùa Tu Viện Vạn Hạnh, phó ban điều hành môn phái Lâm Tế Chúng Thánh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng Tòa Thích Kiến Thệ, trụ trì chùa Phạm Thông, Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con xin cung kính giới thiệu Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni là trụ trì, là trụ sứ các tự viện trên địa bàn Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu thuộc dòng thiền Lâm Tế Chúng Thánh đang tu học hai tỉnh cũng về tham dự buổi lễ hôm nay. Chúng tôi cũng không quên giới thiệu chư Phật tử tại gia đang theo học, đang tu học tại các chùa, các tự viện trên địa bàn Long Thành, Đồng Nai, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu và các huyện tỉnh thành khác thuộc dòng thiền Lâm Tế Chúng Thánh cũng về tham dự buổi lễ sáng hôm nay. Tiếp tục chương trình, chúng con xin cung kính Hòa Thượng Trưởng Ban Điều Hành Chi Phái Lâm Tế Chúng Thánh có đôi lời diễn ứng lễ khai từ tưởng niệm tổ sư khai sáng dòng thiền Lâm Tế Chúng Thánh. Chúng con xin cung kính Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Cao Tạng Thiên Linh. Kính đa đầu đảnh lễ Tam Tôn, đa đầu đảnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Tôn Kính. Con xin thay lời Ban Điều Hành Thiền Phái Lâm Tế Chúng Thánh hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con rất hoan hỷ vui mừng được đón tiếp quý ngài hàng năm vào ngày mùng 6 tháng 11. Đáng lẽ ra thì mỗi năm ở đây tổ chức là mùng 7 tháng 11. Vì quý thầy, quý cô có đề nghị là nên tổ chức trước một ngày, trước ngày mùng 6, để cho các vị ấy cùng về các tổ đình khác như ở Hội An, Đức Thánh và về Sài Gòn để tham dự. Cho nên vì đó thì thuận duyên, cho nên với là mời các hòa thượng thượng tọa đến Tân Ni vào mùng 6 tháng 11 mỗi năm. Điều này cũng xin nhắc lại cho quý vị nhớ, nhất là các Phật tử. Chúng ta là những người mà bỏ phố thì quá lâu, chưa bao giờ trở về phố. Chúng ta thường chạy theo dân lời, tiền tài và địa vị, chúng ta quên đi nguồn gốc của mình. Cho nên cái vấn đề kỷ niệm ngày tổ sư để chúng ta quy hướng trở về, chúng ta trở về cái cuộc y nguyên, trở về cái dòng sống tĩnh lặng, trở về một cái gì đó chúng ta đã bỏ đi những cái quê hương muôn ngàn chúng ta. Chúng ta chạy theo những danh lợi bờ bờ và thở dài trong não này. Cho nên cái niềm cô đơn thân phận của đời người chúng ta không nhận căn được. Cho nên đối với người xuất gia chúng ta rất cô đơn, đánh cho con chúng ta cũng là người cô đơn. Ngài ở
sáu năm khổ hạnh nghìn dài, có thân chiếc cảnh như thế mà Ngài còn chịu được là vì lý do gì? Là vì Ngài chấp nhận sự cô đơn thông khoái của tâm hồn, sự cô đơn của trí tuệ. Những nhà tôi là người cô đơn trí tuệ, vì người đó luôn luôn là thượng hoàng hạ pháp. Cái mục đích duy nhất của họ là thẳng tiến trên con đường tu tập giới định về và thực hiện cái mơ ước lớn và làm mà có thể làm cho Phật tử có nên quy hướng. Cho nên gọi là tăng già bản thể. Tăng già là bậc xuất gia, bản thể là thể nguyện của mình. Căn bản đầu tiên là giấc trí tu trì, trao dồi giới định về và sau đó đem khả năng của mình để giáo hóa chúng sinh. Đó là mục tiêu duy nhất của chúng ta. Cho nên cuộc về nguồn, đây cũng là cuộc về nguồn mà chúng ta phải trở về cái tổ tâm chúng ta, trở về một cái gì quý hóa nhất mà chúng ta đã đánh bỏ. Bởi vì chúng ta biết rằng không bao giờ thầy tổ chúng ta, những người đầu tiên là nắm tay chúng ta và chúng ta biết thế nào là tam bảo. Và thầy tổ đó cũng đã thọ nhận ơn của quý Phật sư trưởng trước. Đức Phật là người thắp lên ngọn đúc tuệ giác, cái chư tổ là mồi ngọn đúc tuệ giác đó. Chúng ta như người thừa hưởng ngọn đúc tuệ giác của chư tổ, chúng ta làm cái gì đó không cô phụ với các ngài. Cho nên ở đây căn bản là trở về với tổ tông, là chúng ta tự thân kia và tự nguyện đi đến, không có sự mờ loạn. Vì ở đó có người hỏi chúng tôi là thiền phải lâm đến cho thân đông mà sao sẽ ít thế này, là vì trong bản nội quy đầu tiên chúng tôi đã nói là việc đi đến cái tổ tông là việc tự nguyện, niềm vui mà đến, không phải sự bắt buộc. Khiên vào đạo thế xuất gia của nó vui mà xuất gia, quán nghĩ mà xuất gia. Thế còn bắt buộc thì không gọi là người xuất gia giống như được đạo thực, đạo Phật. Cho nên chính vì thế con thì tuổi cũng già rồi, sức cũng yếu rồi, một cấp sửa vô quan tài rồi. Có người mình nghĩ năm đời để xin suy cử các để và thực hiện cái dòng tiền tâm tế này. Nhưng mà quý thầy ở trên căn con là cái mẫu quý, thế là người nào cần chứa phán điều hành dòng thêm tâm tế của thánh và làm suốt đời thì trừ cái đức bóng mà thôi. Anh trên cũng ghi được đó. Hoặc là có những lỗi gì đó thì mới có thể nghĩ thôi. Thì đó là ân đức quý ngài đã ban phát cho con, vì là đó con đến giờ phút nào đi nữa con cũng cố gắng thực hiện cái tâm huyết của quý ngài giao phó cho con. Nhưng mà cái điều cũng mong quý anh chị em nhất là lớp trẻ, quý vị nên cố gắng hơn, sống đời sống khiêm cung hơn, đời sống khiêm hạ. Chính cái đời sống khiêm hạ đó sẽ làm tăng lên cái nội lực của chúng ta, và các anh chị sẽ là làm gương cho thế hệ của mai sau, của thế hệ thân con và cũng sắp được đi rồi, đi gần hết rồi. Một tháng này mà phải đi đám cho ba vị hòa, bốn vị hòa thượng, ba vị hòa thượng thân thương, một vị hòa thượng người bạn thôi. Quý vị thấy đi đó thì gió thường đến nhân lắm, và chúng ta sẽ ăn hẳn vô cùng khi mà chúng ta cũng thực hiện ý nguyện của Phật tổ giao phó cho chúng ta. Và nhất là tín đồ đưa tìm chúng ta để kiếm được
trong đời sống tâm linh của họ. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta trở về dòng tiền vấn đề là thế, để chúng ta tự học hỏi, tự trao đổi kinh nghiệm sống, để được từ đó chúng ta còn thương cái vào cuộc đời và trao trở cho tín đồ chúng ta, chân người Phật tử chúng ta. Quý vị biết rằng người Phật tử hôm nay người ta khổ, người ta không biết nương tựa ai hết, người ta nương tựa vì thầy trò cuộc khẳng, vì thầy danh lợi, vì thầy luôn luôn xưng hùng xưng bá, và luôn luôn tìm nhìn cái túi tiền của tín đồ suy tôn. Rồi cuối cùng họ buộc thẳng, họ không còn nữa thì chúng ta quay lưng lại của họ. Chính là cái tâm thẳng của giáo của Đức Ca Mâu Ni. Vì đứng thế con chúng ta phải có người là bị ăn mày bị đạo. Cái bậc ăn mày mà chúng ta phải nói rằng trời, phải ca ngợi, phải xứng đáng. Người phải luôn luôn vì mỗi đền lễ. Đời của người giàu có mà trở thành một người ăn mày thì quý vị nghĩ thế nào? Như vậy là chúng ta xuất gia gọi là đệ tử của bậc ăn mày đó. Nhưng có là cái khắc sĩ là người đi ăn xin, là lúc nào cũng mặc con váo lên, lúc nào cũng thấy mình là hơn người, thấy mình là số một, và sai phí tiền của tín đồ là vô lý. Sống đủ thứ máy móc, ở nhà cửa sáng rộng. Như vậy chúng ta đã phản bội giáo dục Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta phải sống như thế nào đó? Dầu là cái thiền phải lắm thế này có ít tí nữa, chúng ta phải chấp nhận những người sống trong sạch, những người có tâm thanh định, có hướng hướng vào tín đồ, hướng vào trong tam giới, sống tư tưởng từ những yêu thương của luật. Còn nhiều trong mà nó chỉ là những con cáo, con tròn, những cái điều không làm cỡ thì thôi, chúng ta nghĩ như vậy. Cho nên cũng thường nói, chẳng ta có làm sư tử già nằm bị xuống đất để chiêm nghiệm là gió mát trăng trăng, để nhìn dòng nước cuộc đời quá là tâm luôn thanh thản, chứ có phải nhảy vào cuộc đời để rồi làm những bài chó sống thì điều này không thể có. Nhưng như quý hòa thượng của nhà sư tiên đã nói rằng các Phật tử gì con cái tuổi đã nhưng con cũng còn đến đây thay đổi với đời thì ngày hôm nay biết là những người pháp ngữ quy nên vâng lễ và nhất do các vị tăng ni cũng thế thì cái tiền đồ của mình thì cũng mạng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con tri ân lời huấn thị khai từ của Hòa thượng Trưởng Ban Điều Hành. Tiếp tục chương trình, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Phó Ban Điều Hành Chi Phái Lăng Tế Trúc Thánh cung tiên sơ lược hình thành và phát triển Thiền Phái Lăng Tế Trúc Thánh. Xin cung thỉnh Thượng Tọa. Kính bạch chúng con Hòa thượng, chúng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa tất cả quý Phật tử, chúng con xin thay mặt các ban điều hành Chi Phái Lăng Tế Trúc Thánh hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu xin tiêu đọc sơ lược sự hình thành và phát triển của Thiền Phái Lăng Tế Trúc Thánh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị,
vào năm 1694. Một sự kiện quan trọng đã diễn ra trong lịch sử Phật giáo Đàng Trong, làm nền tảng cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam sau này. Đó là phái đoàn hoằng pháp của Thiền sư Thạch Liên Đại Sáng sang An Nam truyền giới theo lời thỉnh cầu của Quốc Chúa Nguyễn Phúc Chu. Hòa thượng Thạch Liên cùng hội đồng Phật sư sang mở đàn truyền giới tại chùa Trường Thiền Lâm, Kinh Mụ tại Huế và chùa Di Đà tại Hội An. Trong phái đoàn này gồm có các vị thiền sư danh tiếng như Minh Hoàng Tử Dung, Minh Hải Pháp Bảo, Minh Phật Nhất Trí, Nhất Tri, Minh Lượng Thành Đẳng, vân vân. Sau khi giới đàn đã hoàn mãn thì chư tổ đi giáo hóa khắp nơi và tổ sư Minh Hải Pháp Bảo vào Hội An khai sơn lập chùa Trúc Thánh, xuất vệ truyền thừa lập nên thiền phái Lâm Tế Trúc Thánh. Tổ sư Minh Hải tục danh Lương Thế Âm, sinh ngày 28 tháng 6 năm Canh Tuất 1760 tại làng Thiệu An, huyện Đồng An, phủ Tiền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ngài xuất gia tại Báo Tư Âm Tự, Giang Lăng, Trung Quốc với pháp danh Minh Hải, tự đắc trí hiệu Pháp Bảo, nói pháp đời 34 dòng Lâm Tế. Theo bài kệ Ngài Vạn Phong Thủy, sau khi lập chùa Trúc Thánh, để việc truyền thừa có thứ hệ, Ngài xuất vệ truyền pháp như sau: Minh Thiện Pháp Toàn Trương, Ẩn Trương Như Thị Đồng, Trúc Thánh Thọ Thiếu Cửu, Kỳ Quốc Tổ Địa Trường, Đắc Tránh Lục Vi Tâm, Tổ Đạo Giải Hạnh Thông, Giác Qua Bồ Đề Thọ, Sung Mãn Nhân Thiên Trung. Gần 50 năm giáo hóa tại An Nam, tổ sư Minh Hải viên tịch vào ngày 7 tháng 11 năm 1746, thọ 77 tuổi, tháp lập tại tổ đình Trúc Thánh. Dưới sự giáo dưỡng của Ngài, có một số các vị đệ tử đã thành tựu đạo nghiệp và nổi danh đương thời như Thiệt Diệu Chánh Hiền, kế thừa trụ trì chùa Trúc Thánh Hội An, Thiệt Vinh Chánh Hiển, Ông Triên Cai Sơn chùa Phúc Lâm Hội An, Thiệt Ý Chánh Thành Khánh Vân trụ trì chùa Thế Ấn Quảng Ngãi, Thiệt Nguyên Chánh Thông Chí Bảo Khai Sơn chùa Bảo Lâm Quảng Ngãi, Thiệt Thuận Chánh Mạng Huệ Trương Khai Sơn chùa Linh Sơn Bình Định, Thiệt Tâm Chánh Trí Bảo Quang Khai Sơn chùa Long Sơn Bình Định, Thiệt Quảng Cảm Ứng Khai Sơn chùa Tập Phước Gia Đình. Từ đây tông môn Trúc Thánh ngày càng hưng thịnh, các thế hệ kế thừa và phát huy tông môn ngày thêm hưng thành. Từ Quảng Nam, chư tăng của thiền phái Trúc Thánh đã tỏa đi giáo hóa khắp nơi, từ miền Trung cho đến miền Nam, và ngày hôm nay cũng đã có mặt tại hải ngoại. Mọi tỉnh thành trong nước đều có những ngôi tổ đình tiêu biểu của môn phái như sau. Như tại Quảng Nam có các tổ đình Trúc Thánh Phúc Lâm, Vạn Đức, Cổ Lâm, Long Tuyền, Tam Thai, Linh Ứng. Ở tại Huế thì có tổ đình Viên Thân. Quảng Ngãi có tổ đình Thiên Ấn, Quan Phước, Quan Lộc, Quan Văn, Bình Định. Có tổ đình Long Sơn, Linh Sơn, Thiên Hòa, Phổ Bảo, Khánh Lâm, Thiên Bình, Nhạn Sơn, Quan Văn. Phú Yên có tổ đình Từ Quan, Phước Sơn, Triều Tôn, Khánh Sơn, Quan Văn. Nha Trang có tổ đình Hội Phước, Linh Sơn, Quan Văn. Ninh Thuận có tổ đình Thiên Hưng, Thiền Lâm, Bình Thuận có tổ đình Pháp Hội, Giác Hoa. Sài Gòn, Gia Định thì có tổ đình Tập Phước, Hưng Lâm, Đông Hưng, vân vân. Bình Dương có tổ đình Hội Thánh, Thiên Tôn, Tây Tạng, vân vân. Vĩnh Long thì có tổ đình Phước Hầu. Kể từ khi tổ Minh Hải khai sáng thiền phái Lâm Tế Trúc Thánh, tính đến nay đã trên 300 năm lịch sử, trong suốt 3 thế kỷ gắn liền với ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Các thế hệ tăng nhân trong tông môn đã đóng góp rất lớn trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Mỗi thời đại, mỗi giai đoạn lịch sử đều có những vị cao tăng là nơi quy ngưỡng của chư tăng ni và tín đồ Phật tử. Đời thứ hai gồm có 7 vị đệ tử đắc pháp của tổ Minh Hải giáo hóa khắp các tỉnh từ miền Trung cho đến Gia Đình. Tiêu biểu nhất là Hòa thượng Thiệt Vinh Ân Kim, Ngài Thế Danh Lê Hiển, sinh
năm Đức Thìn 1712, tại xã Bến Đền, phủ Điện Bàn, Kinh Quảng Nam, nay là xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm lên 10 tuổi, Ngài xuất gia với Tổ sư Minh Hải tại chùa Trúc Thánh với pháp danh Thiệt Chinh, tự chánh hiện hiệu Âm Trim. Ngài khai sơn chùa Phúc Lâm tại Hội An và đạo phong của Ngài ảnh hưởng khắp đàn trong. Vào ngày 24 tháng 4 năm Đính Thìn 1796, Ngài thị tịch thọ 84 tuổi. Đệ tử nổi tiếng của Ngài có hai vị là Pháp Kim Lục Oai Minh Giác, trụ trì chùa Phúc Lâm, và Ngài Pháp Kim Lục Tuyền Diệu Nghiêm, khai sơn chùa Từ Quan Phú Yên. Đời thứ ba của thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh có các Ngài Dư Pháp Pháp Kim Lục Oai Minh Giáo Hóa Minh Giác Giáo Hóa tại Quảng Nam, Ngài Pháp Châu Giáo Hóa tại Quảng Ngãi, Ngài Pháp Mãn Lục Viên Truyền Thành Pháp Tịnh Lục Phong Viên Quang Giáo Hóa tại Bình Định, Pháp Kim Lục Truyền Diệu Nghiêm Giáo Hóa tại Phú Yên, Pháp Nhân Thiên Trường Giáo Hóa tại Gia Đình, tiêu biểu là Ngài Pháp Kim Minh Giác và Pháp Viên Diệu Nghiêm. Hòa Thượng Minh Giác thế danh Võ Đức Nghiêm, sinh vào giờ Tuất ngày 15 tháng 1 năm Đinh Mão 1747 tại thôn Ngọc Trì, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 12 tuổi, Ngài Pháp Tâm xuất gia đến chùa Phúc Lâm lạy Hòa Thượng Âm Trim làm thầy, được bổn sư cho pháp danh pháp liên tự Lục Oai hiệu Minh Giác. Sau 10 năm tu tập, Ngài về quê gặp rất giặc ngoại đá đất quấy phá nên Ngài tòng quân dẹp giặc, lập nhiều công trạng nên được phong đến chức chỉ huy. Sau đó Ngài từ quan về phát nguyện quét chợ Hội An trong vòng 20 năm. Về sau Ngài kế thừa trụ trì chùa Phúc Lâm. Ngài viết tịch vào giờ Tý ngày 10 tháng 11 năm Canh Dần 1830, cũng thọ 84 tuổi. Đồng sư với Ngài Minh Giác có thiền sư Diệu Nghiêm, một trong những tác giả lớn của Phật giáo Đàn Trong ở thế kỷ thứ 18. Thiền sư Diệu Nghiêm 1738-1810, tộc tánh họ Trần, sinh ngày 2 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1738 tại làng Bổ Tháp, phủ Thanh Hoa, nay là xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngài vốn thông minh định tuệ nên thi đậu tú tài khi 18 tuổi và ra làm quan dưới triều chúa Nguyễn Phúc Quát. Sau khi xem tuồng Tam Trinh Cố Sự và Long Hổ Sự Duyên, Ngài ngộ lễ vô thường ảo hóa một kiếp người nên biết trí xuất gia. Ngài đến chùa Phúc Lâm Hội An lại Tổ Âm Trim làm thầy và được tổ cho pháp danh là Pháp Viên Tự Lục Truyền Hiệu Diệu Nghiêm, nói pháp đời 36 dòng Lâm Tế Chúc Thánh. Ngài đến chùa Thập Tháp Quy Nhơn theo học với Ngài Liễu Triệt, đồng thời đọc bộ Đại Tạng cho Tổng Trấn Hà Tiên Mạc Cửu Cúng. Từ đó Ngài giáo hóa khắp các vùng từ Quảng Nam đến Phú Yên, mãi đến năm Đinh Tỵ 1797, Ngài mới khai sơn chùa Từ Quan. Thiền sư Pháp Viên là người đa văn quảng bác, Ngài chú tích rất nhiều kinh lục, đặc biệt nhất là bộ Tam Bảo Hoạt Lùng. Ngài viết tịch vào ngày 17 tháng 6 năm Canh Ngọ 1810, thọ 73 tuổi. Giáo sư Lê Bình Thác đã đánh giá Ngài có vị trí ngang tầm với nhà bác học Lê Quý Đôn. Đời thứ tư có Ngài toàn nhân vi ý quán thông, toàn đăng bảo nguyên giáo hóa tại Quảng Nam. Ngài toàn đức trí minh bảo ân giáo hóa tại chùa Thiên Ấn Quảng Ngãi. Ngài toàn trí vi tri phổ tuệ, toàn trí vi tâm đức thành giáo hóa tại Bình Định. Ngài toàn thể vi lương linh nguyên, toàn đức vi cầm thiệu lâm, toàn nhật vi bảo quan đài giáo hóa tại Phú Yên, toàn tánh chánh đắc, toàn linh giá thiệu giáo hóa tại Gia Đình. Trong đó tiêu biểu nhất là thiền sư toàn nhật quan đài. Thiền sư toàn nhật là một trong những danh nhân văn học của thế kỷ thứ 19. Ngài sinh năm 1757 và xuất gia với Tổ Diệu Nghiêm vào năm khoảng 30 tuổi.
Ngài nói pháp đời 37 dòng lâm thế chúng thánh với pháp danh toàn nhật tự vi bảo hiệu quan đài. Về sau Ngài về trụ trì chùa Viên Quang, Ngài để lại nhiều tác phẩm văn học có cái giá trị bằng chủ nương, đặc biệt là truyện thơ Tam Thiền Vãng đã đưa nhiều người đến với đạo và rất phổ biến trong dân gian. Ngài thị tịch năm 1834 tại chùa Viên Quang, Phú Yên. Đời thứ năm có các ngài Chương Tư Tiên Văn Huệ Quang, Chương Quảng Tiên Châu, Mật Hạnh Chương Lý Trí Quang Giáo Hóa tại Quảng Nam, ngài Chương Phước Tông Tiên Giáo Giác Tánh Giáo Hóa tại Quảng Hải, Chương Nghĩa Liễu Tạng Giáo Hóa tại Bình Định. Tiêu biểu là ngài Chương Nghĩa Liễu Tạng, Thiền sư Liễu Tạng 1784-1866. Ngài sinh vào năm Giáp Thìn 1784, xuất gia với tổ còn tín đức thành tại chùa Khánh Lâm nên có pháp danh Chương Nghĩa hiệu Liễu Tạng. Thuộc đời 38 thiền phái Lâm Thế Đức Thánh, ngài là một chân tăng đa văn quảng bác đã soạn nên cuốn Thiền Môn Chánh Đồ để làm nghi lễ tế tăng trang tổ ấm Mật Hoàng thị tịch vào ngày 10 tháng 10 năm Ất Tỵ 1825. Đây là cuốn khoa nghi đầu tiên được soạn để cung tiến giác linh các thiền sư khi viên tịch, nên có tầm quan trọng đối với giáo tăng lữ tại kinh đô cũng như các tỉnh thành. Với đạo cao đức trọng và sự uyên thâm giáo điển, ngài được mời ra Phú Xuân giảng dạy Hoàng Hóa. Ngài thị tịch 4 tháng 4 năm Bính Dần 1866, thọ 86 tuổi. Nhục thân được lưu giữ trong tháp Bảo Tháp tại chùa Quốc Ân Huế. Đến đời thứ 6 tại Quảng Nam có thiền sư Thịnh Gia, là một bậc thiền tăng lỗi lạc có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo miền Trung và miền Nam. Hòa thượng Vĩnh Gia Thế Chanh Đoàn Nhược sinh vào năm Canh Tý 1840 tại làng Thế Dương, quận Thanh Bình, tỉnh Quảng Nam. Năm 18 tuổi, ngài xuất gia với hòa thượng Chương Tư Huệ Quang nên có pháp danh Ấm Bổn Tự Tổ Nguyên hiệu Vĩnh Gia, nói pháp đời 39 dòng thiền Lâm Tế Chúng Thánh. Năm 1884, ngài được triều đình sắc phong tăng trang quốc tự Linh Đức, Ngũ Hành Sơn. Năm 1887, ngài được sơn môn cung thỉnh trụ trì chùa Phước Lâm, là một cao tăng tinh thông tam tạng, nghiêm trì giới luật, nên tầm ảnh hưởng của ngài lan rộng khắp các tỉnh miền Trung. Vì thế, ngài thường được triều đình nhiều lần thỉnh về kinh đô Phú Xuân để thuyết pháp cho vua và hoàng tộc, cũng như công thỉnh trong các giới đàn tại các tỉnh Thuận Hóa, Quảng Nam, Bình Định. Ngài thường xuyên kiến đàn truyền trao giới pháp cho các cho chư tăng tu học, đặc biệt giới đàn năm Canh Tuất 1910 tại Phúc Lâm. Các giới tử đắc giới đều là những bậc cao tăng rường cột cho Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, trong đó nổi bật nhất là hòa thượng Thích Tịnh Khiết và Thích Giác Nhiên, đệ nhất và đệ nhị tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ngài thường căn dặn đệ tử, giới luật là thọ mạng của Phật pháp, nếu phá giới phải hoàn lại Ti Bát ra khỏi già lam, để cho trong thực rõ ràng tà chánh phân chia, có bày nước thiền định mới khai thông đèn trí giác thêm sáng tỏ. Ngài tịch ngày 20 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1918, thọ thế 79 tuổi. Đời thứ 7 thì có ngài Chơn Giám Đạo Quan Trí Hải Giáo Hóa tại Bình Định, ngài Chơn Quý Đạo Trân Khánh Anh Giáo Hóa tại Việt Nam, hòa thượng Trí Hải 1876-1910, hòa thượng Thế Danh Nguyễn Trọng Trải hiệu Mai Đình, sinh ngày 16 tháng 3 năm Bính Tý 1876 tại làng Háo Đức, Phủ An, An Nhơn, Bình Định. Thợ nổi ngài theo đồi nghiêm bút nơi cửa cổng sân trình và thi đậu tú tài vào năm 31 tuổi năm 1919. Khi vừa tròn 43 tuổi, ngài xuất gia với tổ Hoàng Thạc tại chùa Thạch Sơn, Quảng Ngãi, được tổ ban pháp danh Chơn Giám Tự Đạo Quan hiệu Trí Hải, thuộc đời 40 dòng Lâm Thế Chúng Thánh. Vốn có kiến thức nho học rập cộng với sự mẫn duyệt duệ sẵn có nên ngài sớm thâm nhập diệu lý của Phật Đà. Năm 1931, ngài được hòa thượng Khánh Hòa
mời làm chủ bút tạp chí Từ Bi Âm của Hội Nam Tùy Nghiên Cứu Phật Học. Năm 1934, Ngài khai sơn chùa Bích Liên tại quê nhà. Từ đó, mọi người tín ngưỡng đều gọi Ngài là Hòa Thượng Bích Liên. Năm 1937, Hội Đà Thành Phật Học tại Quảng Nam, Đà Nẵng mời Ngài làm chủ bút tạp chí Tam Bảo. Sau đó, Ngài về chùa nghiên cứu giảng dạy và đã đào tạo nhiều vị tăng tài cho Phật giáo Việt Nam. Ngài viên tịch vào ngày 3 tháng 6 năm Canh Dần 1950, thọ 74 tuổi. Hòa Thượng trước tác rất nhiều đặc biệt, hai bản văn Quy Sơn Cảnh Sách và Mong Sơn Thí Thực Quan Nghi bằng chữ nôm đã thể hiện được sự tài hoa của Ngài. Hòa Thượng Khánh Anh thế danh Võ Bẩm Tức Hóa, sinh năm 1895 tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1917, Ngài xuất gia tại chùa Cảnh Tiên, Quảng Ngãi với Hòa Thượng Ấn Tình Hoàng Thanh. Năm 1920, Ngài thọ Tam Đàn Bồ Túc với Hòa Thượng Ấn Kiên Tổ Tung Hoàng Tịnh tại chùa Phước Quang, Quảng Ngãi với Pháp Danh Chương Quý Tự Đạo Trong Hiệu Khánh Anh, nối pháp đời 40 dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh. Từ những năm 1927 đến 1945, Ngài là giáo thọ sư của các trường Phật học tại trường từ miền Trung cho đến miền Nam. Năm 1957, Ngài được bầu làm Pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt. Năm 1959, Ngài được thỉnh làm Thượng thụ Giáo hội Tăng già toàn quốc. Hòa Thượng viên tịch vào năm 1961, Ngài phiên dịch trước tác rất nhiều kinh sách, trong đó nổi bật nhất là Bộ Khánh Anh Văn Sao. Ngài đào tạo được nhiều đệ tử nổi danh tại miền Nam như Hòa Thượng Hiển Hoa, Hòa Thượng Hoàng Tâm, Hòa Thượng Hoàng Quang, Hòa Thượng Hoàng Phú. Đời thứ 8 thì có các vị như Hòa Thượng Thích Tôn Nguyên, Hòa Thượng Thích Như Tiến, Hòa Thượng Thích Hiển Hoa, tiêu biểu nhất là Hòa Thượng Thích Hiển Hoa. Hòa Thượng Thích Hiển Hoa thế danh Trần Văn Nở, sinh năm 1918 tại xã Phú Tân, Cầu Kè, Trà Vinh. Ngài xuất gia với chùa Phước Hậu, tại chùa Phước Hậu với Hòa Thượng Khánh Anh với pháp danh Như Bả Tự Giải Nhân, hiệu Toàn Tiên, nói pháp đời 41 dòng Lâm Tế Chúc Thánh. Ngài từng ra Huế thăm học với quốc sư Phúc Về và thọ đại giới năm 1946. Ngài đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng như Pháp Sư Kiêm Đốc Giáo Phật Học Đường Phật Quang 1945-1952, Ủy viên Hoằng Pháp Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam 1956, Phó Chủ tịch Ủy ban Liên Phái Bảo vệ Phật Giáo 1963, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất 1964, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất 1966-1973. Ngài trước tác rất nhiều kinh sách, nổi tiếng và thông dụng nhất là Bộ Phật Học Phổ Thông. Ngài thì tịch năm 1973, đệ tử của Ngài có Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Viện chủ Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Đời thứ 8 có các vị cao tăng tiêu biểu trong việc hoàn thiện giới luật theo tinh thần Đắc Chánh Luật Vi Tâm của Tổ, như các vị Hòa Thượng Thích Phúc Hồ, Hòa Thượng Thích Hành Trù, Hòa Thượng Thích Cẩm Minh, đặc biệt nhất là Bồ Tát Thích Quảng Đức, người đã theo thân để bảo vệ đạo Pháp vào mùa Pháp nạn 1963. Hòa Thượng Thích Quảng Đức 1897-1693, 1963, Ngài thế danh Lâm Văn Túc, sinh năm Đinh Dậu 1897 tại thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ngài xuất gia năm lên 7 tuổi với Hòa Thượng Hoàng Thâm, nên có pháp danh Thị Thủy, tự hành pháp hiệu Vạn Đức, thuộc đời 42 dòng Lâm Tế và thế hệ thứ 9 dòng Trúc Thánh. Ngài có tâm nguyện vân du hoàng pháp, gặp nơi nào chùa tháp hư hoại thì Ngài dừng lại trùng tu kiến tạo rồi lại lên đường. Rồi Ngài đã trùng tu cả thể 17 ngôi chùa, và chùa Quan Thế Âm tại quận Phú Nhuận là nơi dừng chân cuối cùng của Ngài. Năm 1963, Phật giáo đồ miền Nam và miền Trung bị sự đàn áp của chế độ gia đình trì của Đình Diệm. Trước sự đàn áp giả mang đó, Ngài phát nguyện tự thiêu vào ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, nhằm ngày 11 tháng 6 1963, để ngăn cản bạo quyền, sự hy sinh cao cả của Ngài.
đã cứu nguy cho Phật giáo Việt Nam thoát khỏi pháp nạn tàn khốc này. Với tâm nguyện ấy, trái tim của Ngài không bị thiêu hủy dưới sức nóng 4.000 độ của lò thiêu. Ngài được tăng ni Phật tử cả nước tôn xưng là Phật Bồ Tát hiện thế. Trong thời kỳ cận đại, dòng thiền lâm tế chúc thánh trong nước còn có các vị tôn đức tiêu biểu của tông môn như Hòa Thượng Trí Hữu, Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Bảo An, Hòa Thượng Chân Pháp, Hòa Thượng Tịch Chiếu, Hòa Thượng Đồng Huy, vân vân. Sau năm 1975, tại Hải Ngoại có các đạo tràng lớn truyền thừa theo thiền phái lâm tế chúc thánh như tại Mỹ, có Hòa Thượng Chân Điền, Hòa Thượng Hành Đạo, Hòa Thượng Thích Thanh An, Thái Siêu, Thích Minh Dung, Thích Hạnh Tuấn, vân vân. Tại châu Âu có giáo hội Linh Sơn do Hòa Thượng Thích Huyền Vi thành lập, đạo tràng Duyên Giác do Hòa Thượng Thích Như Điển thiết lập. Tại Úc Châu có Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, vân vân. Kể từ khi Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo sang Việt Nam hoằng pháp khai tông lập giáo đến nay đã trải qua 300 năm siêu suốt 3 thế kỷ ấy, chư tăng thuộc tông môn chúc thánh hành đạo theo tinh thần Phật dạy phục vụ chúng sinh, cúng dường chư Phật và kế thừa tinh thần kỳ bất tổ địa trường của tổ khai tông. Trong tinh thần đó, các thế hệ tăng nhân chúc thánh luôn luôn nhập thế tích cực trong tinh thần vô nhiệm của bậc đại sĩ. Vào những năm Ất Dậu 1885, nhà chí sĩ Trần Cao Văn đã đến chùa Phổ Lâm, huyện Đại Lộc, Quảng Nam xuất gia với pháp danh Như Ý. Tại đây, thiền sư Như Ý đã cùng với các thiền sư thực hiện phong trào di tâm cứu quốc Nam Điều và thực dân Pháp biết được, nên đã bố rắc chùa Phổ Lâm và giải tán tăng chúng. Sau đó thiền sư Như Ý vào Phú Yên liên kết với thiền sư Võ Trứ tại chùa Từ Quan Đá Trắng phát động cuộc khởi nghĩa năm 1898 mà sử nhà Nguyễn gọi là giặc thầy chùa. Đây là phong trào đấu tranh yêu nước cho các nhà sư dòng chúng thánh đứng ra vận động nhằm mang lại độc lập cho dân tộc. Cận đại đây có Bồ Tát Thích Bạch Đức đã vì pháp thiêu thân ngõ hầu cứu nguy cho đạo pháp. Trong mùa pháp nạn 1963, có thể nói hình ảnh vị sư già trên 70 tuổi phía bóng cam lồ an nhiên ngồi trong ánh lửa đã thể hiện tinh thần vô ý của người con Phật là sự kết tinh của 300 năm hoàng truyền của dòng thiền lâm tế chúng thánh. Đặc biệt, trái tim không bị hủy hoại dưới sức nóng của 4.000 độ C đã minh chứng một điều: mạng mạch chánh pháp từ chư Phật chư Tổ vẫn được kế thừa bởi Bồ Tát Thích Quảng Đức, một trong những thiền sư tiêu biểu của dòng thiền lâm tế chúc thánh trong thế kỷ 20. Vừa rồi chúng ta đã ôn lại quá trình truyền thừa và phát triển của môn phái lâm tế chúc thánh thông qua hình ảnh của chư vị danh tăng cao tăng tiêu biểu qua các thế hệ truyền thừa của mỗi giai đoạn lịch sử đất nước. Điều này đã khẳng định cho chúng ta một điều rằng thiền phái chúc thánh có một vai trò quan trọng trong ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Trong quá khứ cũng như hiện tại, chúng ta có quyền tự hào và thừa hưởng gia sản Phật giáo mà chư lịch đại tổ sư trong dòng thiền lâm tế chúc thánh đã lưu lại trong thế gian. Trong thế gian này, với trách nhiệm và bổn phận của người hào học, chúng ta phải tinh tấn tu học, giữ gìn mạng mạch Phật pháp, phát huy ngọn đuốc trí tuệ của tổ sư tỏa sáng trong lòng nhân thế, đem lại sự an lạc hạnh phúc của nhân loại. Làm được như thế với ngõ hầu, chúng ta mới báo được ân đức của chư Phật chư Tổ và trở về với cội nguồn tiếp bước tổ sư truyền đăng cột nhiệm. Nam mô lịch đại tổ sư Bồ Tát Chứng Minh, Nam mô khai sư chúc thánh tự từ lâm tế chánh tông tam thập tứ thế quý thượng minh hạ hải tự đắc trí hiệu pháp bảo đại lão tổ sư thùy từ chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật. Xin công niệm tri ân lời tiên đọc
sự phát triển và hình thành của thiền phái Nam Tế Chúng Thánh của thượng tọa Pháp Âm Hiệu Hành của phái Chúng Thánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên tinh thần ông Vô Tri Tăng, chúng ta đã ôn lại hành trạng của chư lịch đại tổ sư làm kim chỉ nam cho hành động và bước đường tu học giải thoát giác ngộ của đàn hậu tấn. Vào giờ này cử hành nghi thức truyền thống, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức tự thân đứng dậy quang lâm trước tổ đường, hiển hiện chân dung của chư đại tổ sư Niêm Hương Phật Tổ. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức. Xin cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni Phật quý Phật tử chắp tay tăng ngực, lắng lòng ba nghiệp hướng về lịch đại tổ sư, cùng đồng hồ niệm tưởng niệm. Nam mô Tam Bảo Nguyện Pháp Giới Hoa Kinh Quỳ Lai Thập Phương Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng Quang Giang Đạo Tràng Chứng Minh Công Đức. Nam mô Thầy Tiên Truyền Tự Tất Long Độ Lực Lợi Chư Vị Oh.
cơn mộng ảo khôn lường đổi thay. Những gì ta có hôm nay, ngày mai ta mất ai hay. Cuộc đời dòng đời như áng mây trôi, như là sân khấu luôn xoay đủ tuồng. Người giàu cùng khóc buồn thương, trong niềm hạnh phúc cũng đường bi ai. Thế gian tờ giấc mơ dài, trăm năm trăm cảnh vẫn hoài niềm đau. Sinh ly tứ biệt đớn đau, người thân ta mất về đâu cõi nào. Tháng năm cuộc sống xôn xao, bọn chen cơm áo lao đao bạc tiền. Bao giờ lặng chút giờ riêng, tìm chân hạnh phúc thiêng liêng cho mình. Quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao giạt rào mưa pháp. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái. Quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường,
đường thanh cao giạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, 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 quyết quay trở về bờ giác an vui.